BUSD bị Binance xóa sổ. Theo tin tức mới nhất của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử đã thay thế BUSD bản địa của nó bằng hai loại tiền ổn định cạnh tranh lớn trong quỹ SAFU là TrueUSD TUSD và Tether USDT để bảo vệ người dùng trong thời gian lâu dài. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh nhà phát hành BUSD Paxos bị các cơ quan quản lý của bang New York yêu cầu ngừng đúc BUSD mới trong tháng trước. Báo cáo cho biết thêm rằng quỹ SA đang được theo dõi liên tục để đảm bảo rằng nó được vốn hóa đầy đủ và được bổ sung định kỳ khi cần thiết sử dụng quỹ của chính Binance. Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã đề cập rõ ràng rằng họ sẽ tiếp tục hỗ trợ cặp tiền BUSD. Đây là một đòn giáng mạnh đối với những người nắm giữ BUSD và Binance vì nó cho thấy sự thiếu tin tưởng vào stablecoin trong tương lai. Stablecoin đang gặp khó khăn đã nhanh chóng mất đi vị thế thống trị thị trường khi vốn hóa thị trường của nó tiếp tục lao dốc. Giảm từ 15,5 tỷ đô la được ghi nhận vào tháng 1 năm 2023 xuống còn 8,2 tỷ đô la hiện tại. Coinbase lên kế hoạch ra mắt sàn giao dịch toàn cầu. Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Coinbase được cho là đang đàm phán để giới thiệu một nền tảng giao dịch cho các khách hàng nước ngoài của mình. Theo các báo cáo mới nhất, sàn giao dịch đã tiếp cận các khách hàng tổ chức của mình về triển vọng mang đến một nền tảng mới. Nếu điều này trở thành sự thật, thì nó sẽ là một sự bổ sung cần thiết cho ngành công nghiệp tiền điện tử trước sự tấn công dữ dội của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Cách đây không lâu, sàn giao dịch hàng đầu Binance đã gián tiếp chịu sự giám sát chặt chẽ với hành động thực thi đối với Paxos BUSD của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC. Được biết, hiện Coinbase đã có mặt ở nhiều quốc gia khác nhau, mặc dù nó phải tuân thủ các quy định tại các khu vực pháp lý địa phương. Tuy nhiên, có vẻ như công ty vẫn chưa quyết định quốc gia nào sẽ ra mắt thực thể Coinbase Global. Vốn hóa Tether tăng vọt nhờ loạt phút từ BUSD và USDC. Tether USDT, stablecoin gây tranh cãi đã chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý cũng như các nhà đầu tư, đã chứng kiến sự gia tăng vốn hóa thị trường liên tục trong 10 tháng qua. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, vốn hóa thị trường USDT đã đạt mức cao kỷ lục 75 tỷ USD, tăng 10% so với tháng trước. Ngoài ra, Sentiment, một công ty phân tích blockchain, cũng đã tiết lộ rằng các giao dịch Tether quy mô lớn cũng đã tăng lên. Theo Sentiment, đã có 8 giao dịch Tether trị giá 1 tỷ đô la trở lên trong năm qua, với một nửa trong số đó xảy ra trong 10 ngày qua. Sự gia tăng vốn hóa thị trường của USDT diễn ra vào thời điểm các stablecoin khác, chẳng hạn như BUSD của Binance và USDC của Circle, đang phải đối mặt với các vấn đề về quy định và sự hỗn loạn của ngành ngân hàng. Điều này đã khiến các nhà đầu tư tìm đến sự ổn định tương đối của USDT, vốn đã có thể vượt qua cơn bão trên thị trường tiền điện tử. Nhìn chung, sự gia tăng vốn hóa thị trường của USDT là một dấu hiệu tích cực cho thị trường tiền điện tử vì nó cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào stablecoin hàng đầu này. Tuy nhiên, bản chất gây tranh cãi của USDT vốn đã phải đối mặt với cáo buộc thiếu dự trữ, có thể sẽ tiếp tục là mối quan tâm của các nhà quản lý cũng như nhà đầu tư. Bitcoin booms mạnh khi Fed bơm tiền vào nền kinh tế. Và hôm qua, Bitcoin đã thiết lập kỷ lục giá trị mới trong năm 2023 và lần đầu tiên đạt ngưỡng giá trị cao nhất của mình kể từ tháng 6 năm 2022, khi ghi nhận mức tăng hơn 8,3% lên 26.970 đô la Mỹ và đang hướng đến 27.000 đô la. Động thái lạc quan này đến ngay sau khi dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy, ngân hàng trung ương của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bơm đến 300 tỷ USD cho giới tài chính chỉ trong ít ngày qua. Số tiền ấy bằng đến một nửa lượng thanh khoản đã bị Fed thu lại trong suốt năm 2022 để chống lại dịch Covid. Nguyên nhân sâu xa của việc Fed bơm tiền được cho là để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng lớn trong lĩnh vực ngân hàng khi hai gã khổng lồ trong ngành là Silicon Valley Bank và Silvergate lần lượt tuyên bố phá sản. Ngoài ra, nhiều chuyên gia dự đoán rằng Fed sẽ buộc phải hoãn quá trình tăng lãi suất trong lần họp sắp tới vào rạng sáng ngày 23 tháng 3. Thậm chí, nhiều ý kiến còn khẳng định đây là dấu chấm hết cho chính sách thắt chặt định lượng của cơ quan này. Nhìn chung, việc có thêm USD được đưa ra thị trường sẽ khiến đô la Mỹ mất giá hơn so với những tài sản rủi ro như tiền mã hóa. Điều này cũng lý giải vì sao Bitcoin đã pump mạnh hơn 30% chỉ trong một tuần qua. Pioneer kiếm gần 1 tỷ đồng nhờ khai thác Pi. Vào hôm qua, thời báo hàng đầu Việt Nam, VN Express đã đưa tin về trang trại đào Pi với hơn 250 máy tính bàn hoạt động liên tục, được xây dựng bởi một pioneer có tên là Tài Bùi ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định. Được biết, cơ sở khai thác Pi trên của anh Tài được xây dựng từ tháng 11 năm 2020 với 14 máy tính ban đầu. Đến hiện tại, tổng số nốt hoạt động đã lên đến hơn 250, với mỗi máy có giá trung bình 25 triệu đồng, đưa giá trị của trang trại lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Chia sẻ với Vietnam Express, cơ sở khai thác này đã giúp anh tài thu về hơn 3.000 pi mỗi ngày. Nếu tính theo giá thị trường OTC hiện tại thì ước tính mỗi tháng anh kiếm về gần 1 tỷ đồng. Nếu trừ luôn chi phí vận hành, thì Pioneer này thu về được hơn 600 triệu đồng mỗi tháng từ việc khai thác pi. Qua đó có thể thấy, mặc dù Pi Network vẫn chưa tiến hành Open Mainnet, nhưng tiềm năng mà Picoin mang lại vô cùng to lớn. Đây cũng chính là lý do mà hệ sinh thái Pi ngày càng mở rộng và giúp Pi Network thu hút được một lượng người dùng khổng lồ lên đến 45 triệu Pioneer trên toàn cầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. Zipholist VN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.